con để xem 3 giờ chỗ tài. Bắt tôi sếp rồi, sếp ơi, sếp. Bình thường thì lên mạng nấu nướng dữ lắm, xong tới lúc sinh nhật của bà vợ thì đứng nhìn vậy đó, chịu nổi không? Đứng nhìn đâu mà đứng nhìn, người ta đang sắp xếp như nào cho nó hợp lý và đẹp đẽ, để bằng ta đứng nhìn. Những cái này đều tự làm hết đó mọi người. Chuẩn bị một đống này không hề đơn giản luôn. Thương nhất là anh trai của mình đi chợ rồi làm mọi thứ từ sáng đến tối. Ba của mình năm nay 65 tuổi rồi đó mọi người. Chỉ ước gì mỗi năm trôi qua ba mình không có già đi mà luôn khỏe mạnh như vậy. Đó là điều mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Ba của mọi người tính cách như thế nào? Chứ ba của Nhân hồi xưa hung dữ dữ lắm. Xong rồi bây giờ càng ngày càng lớn, ba của mình hiền hơn, dễ thương hơn nhiều đó. Hồi nhỏ mà bị ba la hay là ba nóng giận là mình cảm thấy rất là khó chịu và ghét lắm. Sau đó trưởng thành rồi mới nhìn lại thì thấy công nhận là mình trẻ con thật. Và ba của mình đã yêu thương mình nhiều như thế nào. Có những điều rất là nhỏ và thường ngày trong cuộc sống mà mình không có để ý. Nhưng khi mà mình lớn lên rồi, mình có con, mình có gia đình rồi, mình nhìn lại thì mình cảm thấy rất là yêu ba mình. Lúc Nhân còn bé là Nhân hay ăn thịt ba chỉ, thịt kho, mọi người biết không? Xong rồi ba của mình lúc nào cũng phải ăn phần mỡ. Vì mình không có thích ăn mỡ, mình chỉ ăn thịt thôi. Lúc đó mình nghĩ cái đó là lẽ thường tình. Nhưng mà khi mà mình lớn hơn rồi mình mới hiểu là thật ra tất cả mọi thứ là ba mình nhường cho mình, chứ không có lẽ thường tình hoặc là đương nhiên nào ở đây hết. Đúng là tấm lòng cha mẹ không thể nào mà đếm hết được. Mình mong là sau này Pona với Boni cũng sẽ thật là ngoan, biết yêu thương ông bà cha mẹ